đây là cái chiếc C43 AMG. Thì cái chiếc xe C43 AMG thì theo Di được biết các bạn những cái thông tin nội bộ ha, thì có thể sang sang năm sau Mercedes-Benz có thể là ráp ráp cái xe này tại Việt Nam luôn đó. Nhưng mà đó là cái thông tin mà Di cũng có thể là chưa có phải chính xác lắm đâu đó. Các bạn có thể là xem cái mẫu C43 AMG này thì rất là giống C300 AMG thôi các bạn, nhưng mà cái bản này thì hiệu suất nó sẽ cao hơn đó, chắc chắn hiệu suất nó sẽ cao hơn ha. Đó, đây là cái thiết kế của AMG thì các bạn thấy lúc nào cũng là truyền thống nè. Với những cái thiết kế này thì Di cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi. À, bộ mâm của C43 AMG nữa các bạn ha. À, nhìn chắc chơi ha, nhìn rất là đẹp luôn. Ok, cái bảng này là nó để là cái chữ turbo nè, electric. Đây là nội thất nè. Thì cái nội thất của chiếc C43 AMG thì các bạn sẽ thấy nó là cá tính hơn so với cái C300 một xíu, là bằng cách là hai cái ghế phía trước bạn là hai ghế dạng xe đua, nó sẽ chủng xuống và nó ôm vào người nè, các bạn thấy không? Dây beo thì là màu đỏ ha, ghế cũng là hai màu, màu đỏ và đen, cũng như là có viền chỉ màu đỏ ha. Ở đây là cái chi tiết bọc carbon nè. Thì thông thường là những cái chiếc xe đua của bạn, những chiếc xe thể thao hiệu suất cao thì họ đều có một cái thiết kế chung như vậy ha. Nhìn vô là biết xe thể thao liền à. À, đây là cái khu vực hàng ghế phía sau. Nội thất của AMG rất là đẹp các bạn, nhìn rất là chơi ha. Xe này thì được option thêm cái night bracket nè. Khu vực này được nẹp chrome đen. Tổng thể của xe C43 AMG này thì nó cũng như y chang C300 các bạn, nó không khác gì nhiều đâu. À, nó chỉ làm những cái chi tiết nhỏ, nhìn nó góc cạnh và cá tính hơn thôi. À, bô xe cũng là 4 bô đối xứng hai bên nè. À, C43 AMG. Ok, và đây là một chiếc siêu phẩm luôn nè các bạn. À, SL63 AMG. Thì cái chiếc xe này nó cũng ra đời cách đây không lâu các bạn. Chiếc này thì Di nghĩ là mới ra mắt, Di được biết xem trên YouTube thì cách đây nó khoảng tầm 2-3 tháng trước thôi ha. Và cái chiếc xe SL43 63 AMG này các bạn, đây là một cái chiếc xe thể thao hạng sang của Mercedes-Benz bạn. Thì cái xe thể thao hạng sang là nó sẽ như thế nào các bạn? Thì thông thường các bạn thấy là những cái xe thể thao á, thường nó sẽ rất là ồn ào, rất là sốc, rất là cứng, ngồi rất là thấp và rất là khó lái ha. Nhưng mà cái chiếc xe SL63 AMC này các bạn thì nó khác, nó được thiết kế coi như là dành cho những cái khách hàng mà thích cái sự thể thao nhưng mà nó phải sang trọng và nhẹ nhàng ha. Nó dễ lái hơn rất là nhiều. Đó, và nó êm ái và mượt mà. Đó, và chiếc xe SL63 AMG các bạn thì Di thấy ở đây là nó có 4 chỗ ngồi ha. Thì trước đây các bạn thì chiếc SL cũng có thể về thị trường Việt Nam rồi, nhưng mà thời điểm đó thì nó về là cái phiên bản đó nó chỉ có là 2 chỗ ngồi thôi. Thì Di nghĩ là với 4 chỗ ngồi, với cái thiết kế mới như thế này thì cái chiếc SL43 này các bạn nó rất là phù hợp với lại người Việt Nam mình ha. Thì có thể là các bạn thấy là chiếc SL63 AMG này các bạn thì những chị bạn hoặc là những anh mà gia đình mình có con nhỏ thì có thể là hai đứa nhỏ nó có thể ngồi ở hàng ghế phía sau này ha. Thì đây là cái thiết kế mà chung gần đây của Mercedes-Benz rồi, các bạn sẽ thấy là cái màn hình nó là một cái màn hình dạng iPad ha, máy tính bảng, và nó gọi là màn hình thác đổ ha. À, cũng không có khác gì nhiều, quá là đẹp luôn các bạn. Wow, một chiếc xe nhỏ xíu này thế này thôi bạn, nhưng mà công suất nó hơn 500 mã lực thì các bạn biết ha, cảm giác lái nó mang lại như thế nào rồi. À, chiếc xe SL63 AMG này thì bạn được trang bị cái bộ mâm xe là nhìn nó rất là thể thao ha, được sơn mờ ha, và lớp xe của nó là 305/30 ZR21 để Di xem bánh trước coi nó có khác không. Bánh trước đó là 275/35 ZR21 luôn, có nghĩa là mâm trước và mâm sau nó đều bằng kích thước nhau. Và các bạn sẽ thấy cái bộ phanh của cái chiếc xe SL63 này nó rất là khác so với hầu như tất cả những cái chiếc xe mà Di đã quay cho các bạn xem đó. Cái bộ mà cùm phanh đó các bạn thấy là nó to khủng khiếp luôn, to gọi là khủng khiếp luôn các bạn. Thì các bạn thấy ở đây có chữ carbon ceramic nè, và cái đĩa phanh các bạn thấy nè, nó bị nứt răng rạn nè. Thì đây là cái phanh rớm sứ carbon ha. Rớm sứ carbon thì các bạn biết rồi, nó sẽ chịu nhiệt tốt hơn rất là nhiều
so với lại cái bộ phanh thông thường, cũng như là cái chất liệu của nó các bạn, nó rất là nhẹ ha, nó rất là nhẹ đó, và nó chịu nhiệt độ rất là cao luôn. Và thông thường những cái chiếc xe thể thao mà rất là đặc biệt các bạn thì mới trang bị cái bộ phanh carbon ceramic này ha. Ở đây có LV8 nè, Beetleborough Formatic Clutch nè. Đó, thì hệ thống mà Formatic Clutch này Duy cũng đã cho các bạn xem rồi, nó có trên cái chiếc xe GLE 43 AMG á. Cũng không có khác gì nhiều ha. Cái mui xe của chiếc xe SL 63 này các bạn là mui xe cứng nha. Mui cứng à, nhưng mà ở trên các bạn thì các bạn thấy là nó bằng chất liệu bằng vải. Ha, chất liệu bằng vải. Quá là đẹp luôn. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem lại cái phần đầu xe của chiếc xe SL nè. Đây là thiết kế mới các bạn, cho nên các bạn thấy nè ha, cái đèn xe nó nhìn nó rất là cá tính ha. Ha, nó được vuốt nhọn ra phía sau các bạn. Wow.